Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 163, điên cuồng thăng cấp. Đây là Thạch Phong ngước nhìn bầu trời, phát hiện ma pháp trận này còn cường đại hơn tưởng tượng rất nhiều. Coi như là ma pháp bậc 2 cũng không có được uy thế kinh khủng này, lại làm cho cả trời đất rung động lắc lư, đây là việc mà ma pháp bậc 2 tuyệt đối không thể làm được. Tuy không biết tinh thần quan cụ thể mạnh bao nhiêu, bất quá chỉ cần có thể siêu việc ma pháp bậc 2 là đủ rồi. Ma lực thật cường đại. Hắc tử không thể tin ngước nhìn nguyên tố ánh sáng điên cuồng tụ tập trên bầu trời, tuyệt đối là ma pháp mạnh nhất hắn đã gặp. Khi ma pháp trận trên không đang hội tụ vô số nguyên tố ma pháp, bầy tê giác trên đất cũng lâm vào trong khủng hoảng, bắt đầu điên cùng phát động vây công Thạch Phong, để phát tiết sợ hãi trong lòng. Thạch Phong cơ hồ phải đồng thời đối mặt hơn 10 con chiểu trạch tê giác, không gian có thể né tránh cực kỳ nhỏ, còn may thương tổn vật lý giảm xuống 80%, có thể khôi phục lại, bây giờ không có không gian né tránh, thạch phong đành phải nhảy lên khởi động băng lam ma diễm ngọn lửa màu xanh lam trải rộng toàn thân phía trên mũi kiếm thâm viên giả ngưng tụ số lớn lôi hỏa lửa cháy hừng hực tia sét vần quanh diễm lôi bạo một kiếm rơi xuống tất cả quái vật trong phạm vi 5 m đều bị lôi hỏa nuốt chửng tạo thành hơn 626 điểm tổn thương có vài cái ra bạo kích trực tiếp tạo thành thương tổn trên ngàn lâm vào trạng thái hôn mê 4 giây không thể động đậy tất cả quái vật xung quanh đều lâm vào hôn mê, lập tức thành tường lấp kín, làm cho Thạch Phong nghỉ ngơi được một lát. Tới rồi sao? Thạch Phong phát hiện ma pháp trận màu vàng trên bầu trời đã hội tụ xong ma lực, hóa thành một vệt sao từ trên trời rơi xuống. Trước khi chúng rơi xuống, Thạch Phong chém một chiêu phong lôi thiểm về phía thủ lĩnh tê giác độc nhãn ở xa xa. Đáng tiếc ba tia sét không có tạo thành thương tổn cao, ba thương tổn chung vào một chỗ cũng mới chừng 900 điểm mà thôi, bất quá mục đích của Thạch Phong đã đạt đến, bổ sung thêm hiệu quả làm sâu vết thương 20%, đủ để cho tinh thần quan trọng thương nó rồi. Vệt sao sáng màu vàng rơi xuống, đánh vào vị trí trung tâm bầy tê giác, dấy lên một trận bão táp, chiếu sáng cả vũng bùng, phản phất như cả vũng bùng ấy đều bị ánh sáng cắn nuốt, khắp nơi đều lấp lóe pháo bông rực rỡ. Hắc tử và tịch mịch như tuyết đứng ở trên cao chỉ thấy bầy quái vật trong vũng bùng toát ra một mảnh thương tổn hơn một nghìn, có không ít bạo kích tạo thành hơn 2.000 thương tổn, khu trung tâm càng xuất hiện 3.000 thậm chí hơn 6.000 điểm tổn thương. Thanh máu của chiểu trạch tê giác cấp 20 chỉ 3.200 điểm, cấp tinh anh mới 17.500, coi như là thủ lĩnh độc nhãn thì HP cũng mới 50.000, nên bị thương không nhẹ. Gừ Thủ lĩnh tê giác độc nhãn nổi giận, ánh mắt trực tiếp chuyển dời đến trên người hát tử. Không riêng gì thủ lĩnh tê giác độc nhãn, còn có những con tê giác khác, tất cả đều dời đi mục tiêu bởi vì hắc tử tạo thành thương tổn quá cao rất nhiều chiểu trạch tê giác trực tiếp bị giết chết nhưng khi cừu hận của những con quái vật tê giác kia chuyển dời đến trên người hắc tử trên bầu trời lại toát ra đợt lưu tinh thứ hai ầm ầm rơi xuống lúc này đây thương tổn cao hơn lần thứ nhất 10%, phần trăm tất cả chiểu trạch tê giác cấp 20 chết sạch chỉ còn lại tinh anh có lượng máu siêu dày cùng thủ lĩnh độc nhãn còn sống nhưng còn chưa kết thúc cứ một giây sẽ có vệt sao màu vàng càng cường đại hơn rơi xuống, duy trì liên tục 15 giây, mỗi một giây tăng lên 10% thương tổn, tê giác hai sừng tinh anh cũng chỉ chống đến giây thứ năm liền chết sạch. Bất quá thủ lĩnh tê giác độc nhãn còn sống, con ngươi tràn đầy lửa giận nhìn chồng chọc hắc tử, lâm vào cuồng bạo, phòng ngự tăng mạnh, lực công kích phóng đại, đột nhiên vọt tới. Ai cho ngươi đi? Thạch Phong dùng truy phong kiếm đi đến trước người thủ lĩnh tê giác độc nhãn, thâm nguyên giả đâm vào thâm nguyên thúc vượt. chính cái xiềng xích đến từ vực sâu trong dây lát liền vây trói thủ lĩnh tê giác độc nhãn làm cho nó không thể động đậy từng đạo tinh thần quang rơi xuống thương tổn bắt đầu từ hơn ba 000 tích lũy đến bây giờ đã hơn bảy 000 trực tiếp làm cho thanh máu năm mươi của thủ lĩnh tê giác độc nhãn hạ xuống không điểm tiêu tán trong ánh sáng tuôn ra một đống vật phẩm tinh thần quang cuối cùng kết thúc cả vũng bùng yên tĩnh tất cả quái vật đều phi hôi yên diệt lưu lại một đống đồ chồng chất Cùng lúc đó, trên người hắc tử và tịch mịch như tuyết liên tục toát ra hai luồng hào quang màu vàng, từ cấp 11 lên tới cấp 13, Thạch Phong cũng bởi vậy lên tới cấp 13 92%, cách cấp 14 chỉ một tia. Chuyện này Hắc tử nhìn nhìn pháp trượng trong tay, lại nhìn vũng bùng, lúc này cũng không biết diễn tả tâm tình như thế nào. Một chiêu tinh thần quang không chỉ đánh chết tinh anh cấp 20, còn đánh chết tinh anh đặc thù cấp 20, quy lực cường đại vượt xa hắc tử tưởng tượng. Trước đó tốc độ thăng cấp đã đủ khiến người cảm thấy vui mừng, hiện tại đã không phải vui mừng mà là chấn kinh rồi. Chỉ thoáng chốc, ngắn ngủn hơn 10 giây thăng liền 2 cấp, mà không phải từ cấp 1 lên tới cấp 3, mà từ cấp 11 lên tới cấp 13, điểm kinh nghiệm quá kinh khủng, coi như là người chơi tinh anh ít nhất cũng phải cố gắng năm 6 ngày trở lên, bọn họ là trong nháy mắt đã đạt thành. Thật đáng sợ, nếu như trong đoàn chiến dùng chiêu này, chỉ sợ đoàn đội cường thịnh cỡ nào cũng phải đầu hàng tịch mịch như tuyết không khỏi rung động nói đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được vì cái gì công hội lớn liều mạng muốn có được vật phẩm sử thi cấp dù hy sinh vô số thành viên cũng phải dùng người để đè chết những con quái vật dũng mãnh kia bởi vì chỉ cần có vật phẩm sử thi cấp bất kể là thăng cấp cũng tốt hay thu hoạch trang bị cao cấp đều sẽ trở nên dễ dàng hết thảy chuyện phát sinh trước mắt chính là chứng minh tốt nhất đừng nói tin anh đặc thù cả cấp thủ lĩnh giả ngoại chỉ sợ ở dưới tinh thần quang cũng sẽ trọng thương. Đây là chuyện mà tiểu đội mặc một thân trang bị bí ngân cấp tuyệt đối làm không được. Không thể không nói vật phẩm sử thi cấp trợ giúp studio thật sự quá lớn, vượt xa 100 vật phẩm bí ngân cấp nhiều. Tinh thần quang đánh chết những con tê giác kia, làm cho tiểu đội Thạch Phong lấy được không ít trang bị thanh đồng cấp lẫn huyền thiết cấp 15 tới 20, còn có không ít bảo thạch tăng thuộc tính, buôn bán lời 10 kim trở lên. Cuối cùng cũng xong. Thạch Phong thở dài một hơi, nếu không có tinh thần quan, hắn đánh không lại tinh anh đặc thù cấp 20 cuồng bạo, bất quá hiện tại tận mắt thấy uy lực mạnh mẽ của tinh thần quan, không sai biệt lắm có thể cho đám người hát tử đi thủy tinh xâm lâm cấp 22 thăng cấp, tỷ lệ rơi bảo thạch ở thủy tinh xâm lâm cao hơn nguyệt quan xâm lâm. Không chỉ thăng cấp nhanh, còn có thể kiếm lấy số lượng lớn tiền tài và trang bị lẫn bảo thạch hết sức trân quý, hơn nữa những người khác cũng không thể tìm tới đám người hát tử, có thể nói là một viên đá ném trúng ba con chim sau khi ba người thạch phong chỉnh lý xong tất cả vật phẩm rơi xuống thạch phong chuẩn bị trở về tiểu trấn dọn dẹp ba lô một chút đội trưởng việc ngươi để ta liên tục chú ý hình như đã xảy ra có mấy công hội đã hành động hiện tại chúng ta muốn bắt đầu hành động sao khả nhạc ở hồng diệp trấn đột nhiên liên hệ với thạch phong vẻ mặt kích động nói được thật tốt quá tới quá đúng lúc rồi vì giờ khắc này ta chờ thật lâu hiện tại studio linh dực chúng ta cũng nên hành động. Thạch Phong cười thâm ý. Cũng nên để tất cả mọi người cũng biết sơ thực lực của studio linh dực chúng ta rồi. Khả nhạc nghe Thạch Phong nói như vậy, cảm thấy mờ mịt hồi lâu. Bày ra thực lực của studio linh dực. Ba người bọn họ vẫn luôn bị người theo dõi, cho nên đứng ở Hồng Diệp Trấn căn bản không có đi ra ngoài giết quái làm nhiệm vụ thăng cấp, đẳng cấp vẫn cấp 7, chỉ mạnh hơn người chơi bình thường một chút, căn bản không có cách nào so sánh với thành viên các công hội khác, cứ tiếp tục như thế, cấp của họ ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi giả ngoại thăng cấp? Khả nhạc nghĩ tới loại khả năng này, có chút kích động lên. Thật tốt quá, vẫn làm ổ ở trong hồng diệp trấn khiếp ta sắp nhanh nghẹn chết rồi, đi ra ngoài giết thống khoái không tệ. Ba người các ngươi đi vào phòng trọ trong khu thương mại của tiểu trấn đợi ta, ta sẽ qua đó nhanh thôi. Thạch Phong không có giải thích, Nhất miệng mỉm cười. Phong ca, xảy ra chuyện gì làm ngươi vui như vậy? Hắc Tử chứng kiến Thạch Phong nở nụ cười vui vẻ, rất ngạc nhiên nói: "Chuyện tốt, trước hết các ngươi ở đây thăng cấp, sau đó ta sẽ để đám khả nhạc tới nơi này, các ngươi dẫn họ mau chóng lên tới cấp 10 rồi đi Bạch Hà thành làm nhiệm vụ cao cấp." Thạch Phong nói. "Phong ca yên tâm, hiện tại ta một thân trang bị thanh đồng cùng huyền thiết cấp 15, còn có family ân thủ hộ." mang đám người khả nhạc thăng cấp quá dễ dàng rồi. Hắc tử rất tự tin nói, nói như thế nào cũng có một cây pháp trượng sử thi cấp, đẳng cấp cũng đạt tới cấp 13, nếu không thể mau chóng làm đám người khả nhạc lên cấp 10, vậy hắn đi chơi bùng cho xong. Sau khi đám người khả nhạc chứng kiến cấp của chúng ta nhất định sẽ rất giật mình, nhất là pháp trượng sử thi cấp Familian thủ hộ của Hắc tử, bọn hắn chắc chắn sẽ khiếp sợ không nói lên lời, ta có chút chờ mong nhìn đến dáng vẻ khiếp sợ kia tịch mịch như tuyết trêu ghẹo nói. Đúng nha, đám người khả nhạc nhất định không thể tưởng được, mới mấy tiếng, chúng ta từ bị võ lâm minh đuổi bắt đông trốn tây nấp, bây giờ đẳng cấp đạt tới cấp 13. Ông đồng cấp ba cả tinh nguyệt vương quốc, còn có vũ khí sử thi cấp, so với trước quả thực là cách biệt một trời. Nếu là ta, ta cũng không tin. Hắc tử nghĩ đến đám người bên khả nhạc sẽ trưng ra vẻ khiếp sợ, càng vui vẻ. Các ngươi thật là... Thạch Phong cười cười, lấy ra quyển trục hồi thành, truyền tống về Hồng Diệp Trấn. Lúc này Hồng Diệp Trấn đã xảy ra không ít biến hóa, người chơi ở khu thương mại mua trang bị và vật phẩm càng ngày càng nhiều, tiếng rao hàng nối liền không dứt, rất nhiều người chơi có tiền cũng ở trên đường cái tìm kiếm vật phẩm mình cần. Mà trong một nhà trọ ở khu thương mại, bảo các ngươi đi mua kiên cố thạch, rút cuộc góp nhặt bao nhiêu, vì cái gì đến hiện tại không có chế tạo ra nửa cái ma đao thạch hả? Phong vân vô hủy sầm mặt lại đột nhiên đứng lên, nhìn về phía thủ hạ mới báo cáo trước mặt, nghiêm túc hỏi. Phong vân lão đại, sau khi ngươi ra lệnh, chúng ta điên cùng thu mua kiên cố thạch khắp nơi, nhưng không biết vì cái gì, kiên cố thạch trên thị trường cực kỳ ít, hơn nữa chào giá cũng không rẻ, chúng ta hạ quyết tâm, đến hiện tại mới góp nhặt hơn 4 tổ. Bất quá công hội vừa mới bắt đầu bồi dưỡng đoán tạo sư, bọn họ chế tác ma đao thạch xác suất thành công rất thấp, cho nên mới. Tên thủ hạ kiếp đảm đáp. Uhm. phong vân vô hủy đập vào bàn gỗ nóng giận nói đám phế vật các ngươi ta rõ ràng đã sớm thông báo các ngươi đến hiện tại cũng qua ba bốn tiếng rồi các ngươi ngay cả một khối ma đao thạch cũng không làm được thế thì để đoàn tin anh đi thăng cấp kiểu gì ta nuôi các ngươi có ích gì hả phong vân lão đại có phải là công hội khác cũng phát hiện bí mật vũ khí hư hại rất nhanh cho nên chúng ta mới không thu được mấy tổ kiên cố thạch không cùng chiến sĩ ngũ hành thử nói rất có thể dù sao không chỉ một công hội chúng ta thăng cấp ở khu quái vật cấp cao nhưng kiên cố thạch lại không phải là tài liệu hy hữu gì khu quái vật cấp hai đã rơi ra nó hơn nữa bình thường cũng không có ai dùng đến hiện tại hồng diệp trấn nên tích lũy rất nhiều kiên cố thạch mới đúng hội đấu giá hẳn cũng không có ít người bán nên có rất nhiều rất nhiều tốc độ chúng ta phát hiện cũng không tính chậm coi như công hội khác có hành động cũng không thể một hơi ăn hết được phong vân vô hủy nhẹ gật đầu lại lắc đầu thủy chung nghĩ mãi mà không rõ từ lúc bọn họ đuổi giết tiểu đội thạch phong lại đột nhiên phát hiện độ bền vũ khí tục nhanh mới đầu không có chú ý một bên tìm tòi tiểu đội thạch phong một bên thăng cấp nhưng đến cuối cùng không có tìm được thạch phong ngược lại vũ khí trang bị hầu như đều sắp hỏng mới buông tha việc tiếp tục tìm tòi thạch phong lựa chọn trở về nghỉ ngơi và hồi phục trang bị tuy chạy tới chạy lui rất tốn thời gian nhưng trang bị của thành viên đoàn tin anh đều vô cùng tốt, nếu không sửa trang bị, đến lúc đó hỏng, tổn thất kia công hội căn bản không có cách thừa nhận, hơn nữa không có trang bị, cũng không cách nào giết quái thăng cấp, cho nên phải trở về sửa. Sau khi sửa trang bị, phong vân vô hủy chợt nghe rất nhiều người cấp dưới bắt đầu phàn nàn, nói phí sửa chữa quá mắc, cơ hồ xài tất cả tiền trên người bọn họ, còn chức nghiệp mặt giáp thì càng cần vay tiền sửa trang bị. Điều này làm cho phong vân vô hủy sợ ngây người những người này chính là tin anh trong đoàn tin anh bình thường tiền trên người cũng không ít tuyệt đối xem như giàu có rồi thế mà ngay cả sửa đồ cũng không đủ sau đó phong vân vô hủy phát hiện vấn đề ở chỗ trang bị còn thừa độ bình càng ít trang bị càng cao cấp khi sửa lại càng quý hơn nữa khu giả ngoại cấp cao rất tiêu hao độ bình trang bị chạy qua lại ở khu cấp cao tối thiểu phải lãng phí 2-3 tiếng đồng hồ mà thăng cấp ở khu cấp cao nhiều nhất 3-4 tiếng là phải trở về sửa trang bị tương đương với nói một nửa thời gian đều lãng phí ở chạy trên đường. Kết quả của việc này chính là muốn thăng cấp phải hao phí thời gian tối thiểu nhiều hơn gần 2 lần. Nếu như có thể tiết kiệm thời gian chạy đường, tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn những người khác. Phong vân vô hủy nghĩ tới điểm mấu chốt ấy, vì vậy toàn lực thu thập tin tức, tìm phương pháp giải quyết, tra ra ma đao thạch, tuy thứ này chỉ có thể khôi phục độ bền vũ khí, nhưng cái này đã đủ rồi, bởi vì so sánh với đồ phòng ngự, chủ yếu là vũ khí tiêu hao, hơn nữa dùng ma đao thạch sửa vũ khí, rẻ hơn ở tiệm thợ rèn rất nhiều. Vì vậy hắn lập tức sai người toàn lực thu mua ma đao thạch, kết quả phát hiện ma đao thạch này đoán tạo sư bình thường căn bản không chế tác, bởi vì thành phẩm quá cao, ma đao thạch lại bán không được. Cho nên phong vân vô hủy chỉ có thể lùi lại mà cầu cách khác, thu thập tài liệu chế tác ma đao thạch là kiên cố thạch, thứ này bản thân nó cũng không quý, chủ yếu dùng để chế tác ma đao thạch và một ít linh kiện công trình, một tổ mới hơn 30 đồng, mà một tổ chính là 20 khối, đại biểu có thể chế tác 20 khối ma đao thạch. Hiện tại càng làm cho phong vân vô hủy chấn kinh rồi, ma đao thạch mua không được coi như xong, nhưng kiên cố thạch cũng rất khó mua được. Kỳ thật không riêng gì Võ Lâm Minh phát hiện vấn đề này, công hội lớn khác cũng phát hiện vấn đề ấy, chờ bọn họ đi thu thập kiên cố thạch, mới phát hiện bất kể là hàng vỉa hè ở tiểu trấn cũng tốt, hay hội đấu giá cũng vậy, chỉ còn lại lẻ tẻ vài khối kiên cố thạch, căn bản không đủ đoán tạo sư trong công hội bọn họ chế tác. Bên kia, Thạch Phong đi ở trên đường cái mua bán, chứng kiến tất cả công hội lớn đều đang thu mua kiên cố thạch với giá cao, một tổ giá 80 đồng tệ, giá cả vọt lên hai lần trong bụng nhịn không được nở hoa. Chờ thời gian dài như vậy, cuối cùng nở hoa kết trái rồi. Bất quá đây mới là bắt đầu, hơn nữa hắn còn muốn thêm một mồi lửa, làm cho giá tiền này leo lên rất cao. Đối với những công hội thu mua với giá cao kia, Thạch Phong hoàn toàn không nhìn, trực tiếp đi đến nhà trọ nơi tụ hợp. Hắn trữ hàng kiên cố thạch lâu như vậy, thậm chí mua lại hơn 90% tổng số kiên cố thạch cả khu vực Bạch Hà Thành, cũng sẽ không vì chút ít lợi cực nhỏ này mà ra tay. Bây giờ nguy cơ độ bền trang bị chỉ vừa bắt đầu, tuy các người chơi đẳng cấp tăng lên, đi khu quái vật cấp cao thăng cấp, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tầm quan trọng của ma đao thạch, bằng không sẽ ảnh hưởng tốc độ lên cấp có thể nói nhu cầu số lượng ma đao thạch không thua gì hồng dược và lam dược. Mà chế tác ma đao thạch cần kiên cố thạch, theo số lượng người chơi càng ngày càng nhiều, các công hội lớn vì tạo trên lệch đẳng cấp và cùng các loại nhân tố khác nữa, giá cả còn có thể kéo lên vài lần. Ở kiếp trước giá thu mua kiên cố thạch cao nhất đạt tới 3 ngân tệ một tổ, giá cả tăng lên gấp 10 lần, hiện tại bởi vì thần vực tiến hóa, các tập đoàn lớn sớm tiến vào chiếm giữ, tài nguyên trở nên khẩn trương hơn, chỉ sợ giá cả còn có thể lập nên độ cao mới, hiện tại 80 đồng một tổ bất quá mới là bắt đầu mà thôi. Hồng Diệp Trấn, khu thương mại, quán ba hắc mân côi. Lúc này tất cả mọi người trong đoàn đội của Hỏa Vũ tụ tập ở nơi này bàn bạc vấn đề phát triển và tương lai. Quán ba hắc mân côi này là địa điểm mà đoàn đội của Hỏa Vũ thường xuyên đến, bởi vì vị trí tương đối khuất, có rất ít người chơi sẽ tới nơi này, cho nên thành căn cứ của đoàn đội Hỏa Vũ mỗi lần tiến công chiếm đóng tiểu phó bản hoặc được trang bị cực phẩm và vật phẩm gì mọi người sẽ tới đây chúc mừng một phen hỏa vũ ý của ngươi chúng ta biết rồi bất quá vẫn là câu nói đó ta chơi thần vực bất quá là giải trí không có giả tâm lớn gì thích tự do tự tại càng sẽ không coi thần vực thành sự nghiệp chính nếu ngươi muốn gia nhập đoàn đội của người tên là dạ phong kia vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi đúng đấy hỏa vũ nếu bình thường chúng ta còn chưa tính gia nhập cũng không có gì bất quá võ lâm minh tìm dạ phong hiện tại ngay cả chúng ta cũng bị theo dõi võ lâm minh đã bắn tiếng nếu không phủi sạch quan hệ với dạ phong và nhận lỗi thì sẽ để cho chúng ta vĩnh viễn đừng mơ mộng đi ra ngoài thăng cấp làm nhiệm vụ nếu ly khai tiểu trấn liền giết trở về nếu gia nhập đoàn đội dạ phong chẳng phải là thảm hại hơn đúng vậy bây giờ võ lâm minh quá cường thế dạ phong kia căn bản không khả năng có chỗ đứng ở hồng diệp trấn nếu muốn gia nhập đoàn đội Dạ Phong, ta chỉ có thể suy nghĩ đường ra khác. Ta cũng có ý này, hiện tại cấp bậc của chúng ta mất thiệt nhiều, chi đều mới được cấp 5, chỉ có thể nhận lỗi với Võ Lâm Minh, chúng ta mới có thể lăn lộn tiếp ở Hồng Diệp Trấn, nếu quả thật gia nhập đoàn đội Dạ Phong, chúng ta thực sự xong đời rồi. Căn cứ điều tra của ta, hiện tại Võ Lâm Minh ở Hồng Diệp Trấn hoàn toàn do Phong Vân vô hủy khống chế, tập hợp người chơi Võ Lâm Minh ở năm tiểu trấn xung quanh chuẩn bị toàn lực phát triển ở Hồng Diệp Trấn, bây giờ Võ Lâm Minh ở Hồng Diệp Trấn có rất nhiều cao thủ. Phúc lợi đãi ngộ cũng khá, phát triển rất nhanh, nghe nói tổng số thành viên đã vượt qua 1.000. Trong đó thành viên Tinh Anh có hơn 200 người, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Bọn họ hoàn toàn có năng lực nhìn chầm chầm vào chúng ta. Để cho chúng ta không có cách nào đi thăng cấp, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Dù chúng ta lên tới cấp 10 đi Bạch Hà Thành phát triển, nhưng khi đó Võ Lâm Minh có tổng số thành viên sẽ vượt qua 10.000, đối phó chúng ta càng dễ dàng hơn. Lúc trước chúng ta vốn không nên đi trêu chọc bọn họ, hiện tại đường ra duy nhất chính là nhận lỗi. Không sai, ta cũng đồng ý như vậy, chúng ta chơi thần vực vốn là chơi cho vui thôi, căn bản không cần cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Dạ Phong và Võ Lâm Minh, nếu Hỏa Vũ ngươi muốn gia nhập thì không nên kéo ta tới cửa làm gì, chúng ta cũng không muốn bị người nhìn chằm chằm 24 giờ. Trong quán rượu hiện tại chỉ có người trong đoàn đội hỏa vũ bất quá ý kiến mọi người phát biểu hoàn toàn khác xa hỏa vũ tưởng tượng ai ai cũng tỏ vẻ tuyệt sẽ không gia nhập đoàn đội dạ phong còn muốn nàng nhận lỗi với võ lâm minh được rồi ta đã biết hiện tại ta cũng chỉ nói một câu thôi trong các ngươi ai tình nguyện đi theo ta gia nhập đoàn đội dạ phong nếu có mời đứng sang bên này hỏa vũ cũng hiểu rõ mọi người khó xử Trước đó bọn hắn là người chơi có kinh nghiệm già dặn ở một vài trò chơi thực tế ảo khác, có điều trò chơi thực tế ảo trước kia nhân số cũng bất quá hơn trăm ngàn người, cho dù là chơi đến thời điểm đỉnh cao, một công hội lớn tổng số thành viên chỉ mấy ngàn người. Nhưng giờ thần vực rõ ràng nói cho bọn họ, cái gì gọi là công hội lớn, cái gì gọi là trò chơi thực tế ảo có số lượng người đăng nhập trên toàn cầu vượt qua 2 tỷ. Thần vực là trò chơi mà bất luận trò chơi thực tế ảo gì ở quá khứ cũng không so sánh được, hoàn toàn lật đổ quan niệm của họ về trò chơi thực tế ảo, đây căn bản là một thế giới giả tưởng độc lập. Trước kia cảm thấy công hội lớn cũng chẳng có gì ghê gớm, đến hiện tại bọn hắn mới biết được công hội dạng trò chơi thực tế ảo lớn là đáng sợ cỡ nào, chỉ tính thành viên ở một tiểu trấn cũng đã hơn ngàn người, còn đang không ngừng gia tăng, nếu đến Bạch Hà thành thì nhân số sẽ đột phá trên 10 ngàn người. Căn bản không phải những người chơi tự do chơi cho vui như họ có thể trêu chọc mà công hội như thế mới là một công hội chưa nhập lưu, chớ nói chi là công hội tam lưu, công hội nhị lưu, công hội nhất lưu. Tuy hiện tại Võ Lâm Minh ở Hồng Diệp trấn rất đáng sợ, nhưng từ sau khi Hỏa Vũ chứng kiến biểu hiện kinh diễm của Dạ Phong, liền đánh thật sâu vào tâm linh cùng thế giới quan của nàng, làm cho nàng cảm thấy trò chơi cũ đều chơi không. Bây giờ trong lòng nàng chỉ muốn theo Dạ Phong, đi tìm tòi hiểu biết về thế giới của cao thủ đỉnh cấp là một thế giới thế nào. Hỏa Vũ ngươi tỉnh táo một chút đi chúng ta sẽ không theo ngươi hiện tại chỉ có lựa chọn nhận lỗi mới là đường ra duy nhất ngươi không phải vẫn luôn muốn trở thành cao thủ thần vực sao nếu bây giờ tiếp tục đấu với võ lâm minh kết quả chỉ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược không cần phải vờ ngớ ngẩn làm chuyện ngu xuẩn như thế ngay khi hỏa vũ nói dứt lời ngoại trừ thủy ngưu không còn có người khác đi về bên phía hỏa vũ nữa ai ai cũng cúi đầu cảm thấy hỏa vũ quá ngu bị tên dạ phong kia mê hoặc Lựa chọn như vậy căn bản là hành vi ngu xuẩn tự chung mình. Được rồi, đã thế, ta và Thủy Ngưu đi gia nhập vậy. Vẻ mặt Hỏa Vũ thoáng mất mát, mọi người thật vất vả cùng tiến với nhau, mơ ước có thể ở thần vực tạo nên thành tựu, kết quả cuối cùng lại như thế. Sau đó Hỏa Vũ mở ra cuộc bằng hữu, nhấn chọn nói chuyện với Thạch Phong. Trước đó nàng đã nói qua, nếu có kết quả sẽ thông báo cho hắn, hiện tại mọi người đã thảo luận xong, tự nhiên phải truyền đạt lại. Dạ phong đại ca, chỗ ta đã có kết quả. Hỏa vũ trầm giọng nói, mặc dù kết quả này nàng đã sớm đoán được, vốn tưởng rằng sẽ có 3 đến 5 người, nhưng bây giờ chỉ có hai người, làm cho nàng thấy khó mở miệng. Vậy thì tốt quá, chỗ ngươi có bao nhiêu người, nếu nhân số vừa đủ, chúng ta có thể nhanh chóng hạ phó bản đoàn đội rồi. Lúc này Thạch Phong đã gặp mặt ba người bên khả nhạc mở họp, chuẩn bị toàn lực chế tạo một đoàn đội nồng cốt, trước hết để cho ba người bên khả nhạc đi phòng đấu giá mua sắm một ít túi đeo lưng có dung lượng lớn và nhiều thuốc ma pháp còn có đồ ăn dung để hồi phục vừa kêu cả tử yên lưu vân cùng tụ hợp với hắc tử đi đánh quái thăng cấp không nghĩ tới hỏa vũ lại vừa vặn liên lạc với hắn quả thực quá đúng lúc mà hai người chỉ có ta và thủy ngưu tất cả mọi người có ý nghĩ của mình ta không thể cưỡng cầu hỏa vũ nghe thấy giọng điệu kích động của thạch phong thiếu chút nữa không nói ra miệng Hai người sao? Không tệ rồi." Thạch Phong nhẹ giọng cười nói. "Hiện tại các ngươi có việc gì bận không? Nếu không có thì giờ tới chỗ ta đi." Kỳ thật Thạch Phong căn bản không quan tâm đồng đội của Hỏa Vũ, trước Hỏa Vũ đã đề cập qua, đồng đội của nàng không ôm chí lớn, chỉ nhàn nhã chơi thần vực, người như vậy không đến là tốt nhất, để hắn bớt không ít phiền toái, không cần đi tinh luyện đoàn đội nữa. "Chỗ ta đã không có việc gì rồi, ta sẽ dẫn thủy ngưu tới đó." trước còn lo lắng Thạch Phong sẽ thất vọng, nhưng khi Hỏa Vũ nghe được giọng điệu Thạch Phong có vẻ thả lỏng, không khỏi thở dài một hơi. Tắt máy cuộc gọi, Hỏa Vũ và Thủy Ngưu chào tạm biệt với mọi người, không biết lần sau gặp lại, sẽ là lúc nào nữa. Hai, thật không rõ, sao Hỏa Vũ lại tẩu hỏa nhập ma như thế chứ? Một thích khách lớn tuổi mặt bị giáp nhìn Hỏa Vũ rời đi, không khỏi thở dài nói. Ta cũng rất tò mò tên dạ phong kia có gì tốt, cứ làm địch với võ lâm minh, chờ sau này chúng ta đều tiến vào Bạch Hà Thành, chỉ sợ hỏa vũ còn ở trong tiểu trấn không dám đi ra ngoài, chẳng lẽ chơi game như thế thú vị sao? Thành viên đoàn đội lựa chọn lưu lại đều tỏ vẻ không biết. Ở quảng trường có đài phun nước của Hồng Diệp Trấn, tuy thần vực giờ là ban ngày, bất quá ghế đá được bài trí trên quảng trường đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều có thể trông thấy các cặp đôi người chơi liếc mắt đưa tình, không khí ám muội. Dạ phong đại ca, xin lỗi vì để các ngươi đợi lâu. Hỏa vũ vừa đến quảng trường liền phát hiện mấy người bên Thạch Phong đang ngồi hóng mát. Không có việc gì, hiện tại chúng ta cuối cùng đã đủ người, từ nay về sau mọi người chính là thành viên cùng một đoàn đội, ta sẽ giới thiệu chút. Thạch Phong cười giới thiệu cho mọi người nhận biết lẫn nhau một lần. Bây giờ tổng số thành viên có 6 người, thủ hộ kỵ sĩ Khả Nhạc, thần dụ giả tên lười ngũ gật, triệu hoáng sư tiểu thử tham ăn. Mục sư Tử Yên Lưu Vân, thích khách hỏa vũ, cùng chiến sĩ Thủy Ngưu, có thể nói là một tiểu đội phó bản tiêu chuẩn. Trong đó Hỏa Vũ có đẳng cấp cao nhất, đạt tới cấp 9, kế tiếp chính là một sư Tử Yên Lưu Vân và cùng chiến sĩ Thủy Ngưu đều là cấp 8, những người khác là cấp 7. Không thể không nói Tử Yên Lưu Vân thông qua việc chế tác món ăn cũng có thể lên tới hơn cấp 8, trình độ khắc khổ có thể thấy được. Nếu không phải có Thạch Phong mệnh lệnh cứng, chỉ sợ Tử Yên Lưu Vân căn bản không muốn đi soạt quái gì hay thăng cấp gì đó, một mực làm món ăn kiếm tiền thật tốt. Bọn người khả nhạc nhìn thấy Hỏa Vũ có đẳng cấp đạt tới cấp 9, hơn nữa lại là mỹ nữ, đều sinh lòng ngưỡng mộ. Nói như thế nào bọn họ có Thạch Phong chỉ dẫn, mới thật không dễ dàng đạt tới cấp 8, sau đó bị vây giết chết một lần xuống đến cấp 7. Cho dù không chết, bây giờ đẳng cấp cũng mới cấp 8 mà thôi, cách cấp 9 cả một đoạn, hơn nữa trang bị của Hỏa Vũ vô cùng tốt, trên người còn có trang bị bí ngân cấp, đại bộ phận trang bị cũng đều là huyền thiết cấp đủ thấy rõ hỏa vũ tuyệt đối là một cao thủ, so với bọn họ lợi hại hơn. Có thể kéo cao thủ còn là mỹ nữ như vậy vào đoàn đội, ba người bên khả nhạc không khỏi có xúc động dơ ngón cái lên với Thạch Phong, đội trưởng đúng là đội trưởng. Về phần đẳng cấp của Thạch Phong, người trong đội căn bản nhìn không tới, bởi vì Thạch Phong dùng mặt nạ ác ma để ẩn rồi, biểu hiện chỉ là không biết. Bất quá mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì Thạch Phong cho bọn họ cảm giác vẫn là cao thủ thần bí, nhìn không tới cũng rất bình thường dạ phong đại ca quả nhiên lợi hại mới nửa ngày không thấy cho người ta cảm giác áp bách trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi hỏa vũ lần nữa gặp thạch phong rõ ràng cảm giác được thạch phong bất đồng so với trước thật giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết bây giờ thạch phong lại mạnh hơn rất nhiều mọi người đã biết nhau ta liền nói qua nhiệm vụ kế tiếp đi thạch phong nhìn mọi người làm quen sau đó chính thức mở miệng thời điểm thạch phong muốn nói mục tiêu kế tiếp quảng trường trước đài phun nước đột nhiên bị một đám người chơi vây lại võ lâm minh làm việc ai không được cho phép liền rời đi ngay bây giờ võ lâm minh bắt đầu đuổi người chơi khác triệt để khống chế đài phun nước dạ phong ngươi đúng là để ta tìm ra dễ dàng nha từ trong đám người đi ra một thanh niên có vẻ thư sinh tuấn lãng chính là phong vân vô hủy võ lâm minh trọn vẹn hơn 400 người bao vây quảng trường chật như nêm cối mấy người khả nhạc chứng kiến tràn diện này lập tức hồi hộp bày trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế nào người muốn động thủ ở chỗ này thạch phong nhìn lướt qua người võ lâm minh tuyệt đại bộ phận đều là người chơi cấp 5, chỉ có một số ít là tinh anh cấp 8 và cấp 9. ta làm sao thô lỗ thế được hôm nay ta tới nơi này bất quá là muốn phát ra lời cảnh cáo cuối cùng với các người mà thôi phong vân vô hủy cười nói Trước đó lần thứ nhất Thạch Phong làm cho hắn phải chịu thiệt thòi lớn, nếu có thể thì hắn cũng muốn hiện tại xử lý Thạch Phong, bất quá nơi này là trung tâm tiểu trấn, nếu ở đây đánh chết Thạch Phong, nói không chừng cả Võ Lâm Minh đều sẽ bị liên lụy. Còn giả sử chỉ phái ra hơn 10 người lại không làm gì được Thạch Phong, sẽ chỉ khiến người ta đơn giản rời đi, làm Võ Lâm Minh mất mặt mũi, đây cũng không phải là chuyện hắn mong muốn. Cảnh cáo. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không chết không ngừng cảnh cáo của ngươi với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa chỉ nói nhảm mà thôi thạch phong nở nụ cười hiện tại đối mặt với võ lâm minh bọn này có nhiều người như vậy còn gặp nguy không sợ ta bội phục ngươi là một nam tử đúng nghĩa nhưng đáng tiếc sức mạnh của cá nhân dù sao cũng có hạn không thể nào là đối thủ với võ lâm minh bọn ta hơn nữa cảnh cáo của ta thực sự không phải là nói với ngươi phong vân vô hủy phủi tay ánh mắt chuyển qua trên thân nhóm người khả nhạc cười lạnh nói lúc này ta cảnh cáo là muốn nói cho đồng đội sau lưng ngươi biết không cần phải cứ khăng khăng một mực nếu như bây giờ cắt đứt quan hệ với dạ phong ta cam đoan sẽ tha cho các người một mạng sẽ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đương nhiên nếu ai quyết tâm muốn đứng bên dạ phong thế đơn lực bạc như vậy thì chuẩn bị thừa nhận lửa giận từ võ lâm minh ta thừa nhận muốn xử lý dạ phong rất khó nhưng muốn giết chết các người đối với võ lâm minh bọn ta mà nói dễ dàng lắm Tuy Phong Vân vô hủy cười nói những lời này, bất quá bọn khả nhạc lại cảm nhận được sự rét lạnh khôn cùng. Không thể không nói Phong Vân vô hủy nói rất có lý, bọn họ không phải cao thủ đỉnh cấp, cũng không có nhiều kỹ năng chạy trối chết, võ lâm minh không xử lý nổi thạch phong, không chứng minh không xử lý bọn họ được. Hơn nữa trước đó bọn họ đã bị giết chết một lần, từ nay về sau nhất định sẽ có lần thứ hai, cứ thế mãi thế, căn bản cũng không có tương lai gì đáng nói chứng kiến đám người khả nhạc khẩn trương và do dự thạch phong cũng không nói gì chỉ giữ im lặng chiêu này của phong vân vô hủy có thể nói cực kỳ độc ác là muốn cho hắn nếm thử cảm giác khi chúng bạn xa lánh không chỉ suy yếu thế lực của hắn còn có thể đã kích tâm hắn đáng tiếc hắn sớm cũng không phải thanh niên tuổi trẻ khí thịnh nữa hắn còn muốn lợi dụng mưu kế ấy của phong vân vô hủy đến tinh luyện thành viên đoàn đội trong tương lai hắn lãnh đạo đoàn đội nhất định sẽ đối mặt rất nhiều kẻ địch cực mạnh nếu như tình huống dưới mắt đều chịu không được, từ nay về sau còn làm thế nào? Thạch Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV cũng không muốn tìm một vài đồng bạn chỉ có thể cùng hưởng phúc không thể cùng chịu khổ. Có thể nói đây là khảo nghiệm của Thạch Phong đối với họ, xem bọn họ sẽ lựa chọn ra sao. Qua một lúc lâu, mấy người khả nhạc nhìn nhau cười, đều có quyết định, tất cả đứng ở bên Thạch Phong, bất di bất dịch. Bốn người khả nhạc, tên lười ngủ gật, tiểu thử tham ăn Tử Yên Lưu Vân họ, vốn là bị những người khác xem thường, sinh hoạt tại tầng dưới chót thần vực, bọn họ có thể có đẳng cấp và trang bị ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ Thạch Phong trợ giúp. Làm địch với Võ Lâm Minh thì tình huống tệ nhất cũng chỉ là trở về loại ban đầu mà thôi, bọn họ lại làm sao có thể phản bội Thạch Phong. Về phần Hỏa Vũ và Thủy Ngưu đã sớm quyết tâm muốn đi cùng Thạch Phong, muốn kiến thức thế giới đỉnh cấp cao thủ, đối với loại uy hiếp này, căn bản không quan tâm. Phong Vân Vô Hủy, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không phản bội, có bản lĩnh thì tới đi, nháy thoáng cái con mắt, ta chính là tôn tử của ngươi." Khả Nhạc nhìn về Phong Vân Vô Hủy, cất tiếng cười to nói: "Được, nói thật hay." Phong Vân Vô Hủy giận quá mà cười. "Đừng nói tao không có cho các ngươi cơ hội, đây chính là các ngươi tự tìm, vậy thì đừng trách tao không khách khí, để bọn họ lên cho tao." Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó đã kích Thạch Phong, cười nhạo một phen không nghĩ tới những người này đều não tàn, không biết là ăn cái gì, một đứa rồi tiếp một đứa đều quyết tâm đi theo Thạch Phong. Chả biết Thạch Phong đã làm bọn họ nhìn thấy gì hy vọng ảo tưởng gì, khiến bọn họ cho rằng mình còn có tương lai. Hôm nay hắn đã đến đây, thì không có khả năng để đám người Thạch Phong sống khá giả. Trên quảng trường trọn vẹn hơn 300 người, lập tức vây đám người Thạch Phong lại, không khí dương cung bạc kiếm, nhìn chầm chầm lẫn nhau. Bất quá làm cho Thạch Phong cảm thấy kỳ quái, những người này cũng không có ý tứ muốn xông lên, mà là nhường ra một con đường, thả hai mươi mấy người tiến đến đây. Hơn hai mươi người đó đi tới trước người phong vân vô hủy, sắc mặt âm trầm như nước, hơn nữa đẳng cấp của những người này cũng không cao chỉ có cấp 5 cấp 6, trang bị cũng không có gì đặc biệt, so với tinh anh của võ lâm minh kém quá nhiều. Xem biểu hiện của các người đấy. Phong vân vô hủy nhìn những người này, nghiêm túc nói chuyện, ánh mắt chuyển qua người hỏa vũ, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh lẽo hung tàn. Những người này hờ hững gật đầu, lấy ra vũ khí, đều chuyển hướng bước đến Thạch Phong. Từ xa, Hỏa Vũ và Thủy Ngưu chứng kiến những người đó, đều giật mình lo lắng. Các người làm sao đều ở bên phe Võ Lâm Minh? Hỏa Vũ lớn tiếng chất vấn bọn họ. Hơn 20 người đi tới không phải ai xa lạ, đúng là đám bạn đồng cam cộng khổ trước đó của Hỏa Vũ. Lúc này Phong Vân vô hủy nhìn Thạch Phong cười to nói ha 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 dạ phong ta là người rất hào phóng ban nãy những người này giúp ngươi đánh chết không ít thành viên võ lâm minh hiện tại ta đã đáp ứng bọn họ chỉ cần bọn họ đánh chết ngươi và đồng bạn ngươi ta liền tha cho họ từ nay về sau võ lâm minh cũng sẽ không bao giờ tìm họ gây sự dạ phong ngươi không thấy giờ nên vì bọn họ làm chút gì để đền bù tổn thất của họ sao phong vân vô hủy cười khẩy nói hắn cũng muốn xem thử xem thạch phong dám động thủ hay không chỉ cần Thạch Phong dám động thủ, ngày mai đầu đề chính trên website chính là tin kiếm sĩ được công nhận cao thủ là kẻ bội bạc, vì tư lợi, vì tự bảo vệ mình đánh chết bằng hữu, đến lúc đó xem Thạch Phong còn làm sao lăn lộn trong thần vực. Hỏa vũ lập tức không nhịn được, trong đôi mắt mang theo hàng ý lạnh như băng, gắt cao trừng phong vân vô hủy, quát to. Phong vân vô hủy, mày là tên tiểu nhân hèn hạ, những người này đều là dưới chỉ thị của ta mới giết thành viên võ lâm minh bọn bay. Có bản lĩnh giết tao đi. Vốn hỏa vũ vì gia nhập đoàn đội Thạch Phong mà cảm thấy thật cao hứng, không nghĩ tới sẽ gây ra chuyện làm cho Thạch Phong khó xử thế này. Nếu như Thạch Phong hiện tại đánh chết những người ấy, tuyệt đối sẽ bị những người khác nói xấu, nói Thạch Phong vô tình vô nghĩa, ngay cả người trước kia từng trợ giúp mình đều muốn giết. Tuy chuyện này không phải nàng làm, nhưng những người này xác thực đều là đồng bạn của nàng, cũng là dưới sự dẫn dắt của nàng mới đánh chết người Võ Lâm Minh hôm nay những người này đều phản bội nàng đi tới bên phe võ lâm minh còn rút đao khiêu chiến làm thạch phong khó xử nàng cảm thấy rất có lỗi với thạch phong hỏa vũ chúng ta không có cách nào chúng ta muốn có được sự tha thứ của võ lâm minh mới có thể tiếp tục chơi ở hồng diệp trấn nên chúng ta nhất định phải làm như vậy hỏa vũ chúng ta thực không có cách hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta đúng rồi chúng ta cũng chỉ bị buộc bất đắc dĩ hãy để chúng ta đánh chết một lần đi các đồng bạn của hỏa vũ vừa nói vừa bước tới gần một ít chức nghiệp pháp hệ đã bắt đầu ngâm xướng pháp thuật chuẩn bị công kích các người sắc mặt hỏa vũ hết sức khó coi chợt cúi đầu với thạch phong nói xin lỗi dạ phong đại ca ta thực xin lỗi chuyện này ta sẽ cho ngươi câu trả lời phong vân vô hủy ngươi nghe cho kỹ từ giờ trở đi hỏa vũ ta rời khỏi đoàn đội không có bất kỳ quan hệ gì với dạ phong đại ca, cho nên để ta chấm dứt với các người đi. Hỏa vũ trực tiếp thối lui ra khỏi đội ngũ, tuyên bố thẳng trước mặt mọi người, xong lấy ra chủy thủ đi về phía đồng bạn trước kia, chuẩn bị do chính nàng tự tay đối phó những đồng bạn kia, như vậy Thạch Phong sẽ không chịu bất luận lời chỉ bới gì. Sau khi Phong Vân vô hủy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, không nghĩ tới hỏa vũ này quyết đoán tuyệt tình như thế. Hỏa vũ Ngươi là muốn chúng ta khó xử sao, tốt xấu gì chúng ta cũng từng là đồng bạn. Làm sao ngươi có thể như vậy? Đúng đấy, chúng ta vào sinh ra tử với ngươi lâu như vậy, ngươi lại đối xử với chúng ta như thế sao? Các đồng bạn của Hỏa Vũ bắt đầu chỉ trích, những lời chỉ trích ấy đâm trái tim Hỏa Vũ thật đau, trước kia cùng nhau cười vui rồi cùng nhau thống khổ, hết thảy ràng buộc đã thành mây trôi hững hờ, duy nhất có thể làm chính là không để nước mắt chảy xuống, quyết tuyệt ra tay giết họ. Hỏa Vũ, ngươi nhẫn tâm muốn giết chúng ta thật sao? một nam tử thích khách lớn tuổi mặt bị giáp màu xám u oán nói. Điều này khiến hỏa vũ sững sờ trong giây lát. Nhưng ngay sau đó chính chủy thủ của thích khách lớn tuổi này lại đâm về phía lồng ngực hỏa vũ. Khen một tiếng, chủy thủ sáng như tuyết bị một thanh kiếm đen kịp chặn lại. Hỏa vũ, ngươi không thèm coi đoàn trưởng như ta là chuyện đáng kể sao. Ngươi đã gia nhập đoàn đội của ta, trước khi đoàn trưởng ta không ra quyết định đuổi ngươi, ngươi vẫn là thành viên đoàn chúng ta ngươi đã là thành viên đoàn chúng ta, đoàn trưởng như ta có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với từng người, đối với những kẻ khiến ngươi nhớ lại liền đau khổ, vậy thì để ta giúp loại bỏ. Thạch Phong trước giờ không hề để ý người ngoài nói gì về hắn. Hỏa Vũ, nếu ở trong thần vực cứ mãi để ý ánh mắt người lạ thì sẽ không có khả năng phát triển thực lực và kỹ thuật của mình. Cho nên căn bản không cần phải xem ý kiến người ngoài thế nào, hướng thẳng con đường mình muốn đi bước tiếp là đủ rồi. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành cao thủ chân chính Đột nhiên Thạch Phong xuất hiện ở trước người hỏa vũ Phản phất như một ngọn núi lớn nguy nga Bất kỳ nguy hiểm hay thương tổn gì cũng không thể xuyên qua hắn Dạ Phong đại ca Khóc mắt của hỏa vũ không cầm được chảy ra dọc lệ Nội tâm cực kỳ xúc động Như một cánh cổng lớn ngăn cách thế giới cao thủ đang từ từ mở ra Có lẽ cũng bởi vì nàng lo trước lo sau Nên mới thủy chung không thành cao thủ chân chính Giết thì thế nào? người khác phê phán thì thế nào kẻ mạnh chưa bao giờ đi để ý những việc nhỏ xíu không đáng giá nhắc tới này điều bọn họ duy nhất phải suy tính là dũng cảm tiến tới không ngừng tăng lên thực lực của mình thủy ngưu chạy tới nghe được lời như thế cũng cảm động không nói nên lời chưa từng nghĩ tới đoàn đội thạch phong khiến cho người ta tin cậy khiến người ta kính để như vậy mà mấy người bên khả nhạc cũng nhếch miệng mỉm cười tiến tới đứng thẳng chắn ở trước người hỏa vũ nói xong chưa các người còn không lên cho ta. Trong lòng phong vân vô hủy vui mừng như nở hoa rồi, hắn đã ghi lại đoạn video này, đến lúc đó không cần lo thạch phong chống chế. Dạ phong tên tiểu nhân hèn hạ kia, bọn ta giúp ngươi nhiều như vậy, kết quả ngươi còn muốn giết chúng ta, ngươi quả thực không đáng làm người. Các đồng bạn cũ của hỏa vũ tức giận quát lớn, cả đám đều phóng tới thạch phong, muốn thạch phong bị loạn đao chém chết. Thạch phong cười kinh thường, nhìn 20 tên cận chiến xông lên cùng đám pháp thuật từ chức nghiệp pháp hệ, lẫm liệt dơ lên thâm biên giả nhẹ nhàng vung xuống. Phong lôi thiểm Ba ti chớp trong nháy mắt lướt qua thân thể hơn 20 người, quát ra cả đám 500 điểm thương tổn thậm chí vượt qua ngàn điểm, trực tiếp miễu sát đám người. Dạ phong đại ca Đội trưởng Hỏa vũ và thủy ngư nhất thời nóng nảy, ở trong tiểu trấn chủ động đánh chết người chơi, là sẽ bị vệ binh chém giết ngay tại chỗ, hơn nữa sau khi sống lại còn bị giam. Với mức độ hồng danh của Thạch Phong, ít nhất sẽ rơi mất 3 cấp, thậm chí có khi 4 cấp. Ha ha ha, dạ Phong rốt cục hồng danh rồi, không có tiểu trấn bảo vệ, hiện tại ta có thể không hề cố kỵ làm thịt ngươi, tuôn ra tất cả trang bị của ngươi. Phong vân vô hủy cười to nói. Những người khác lên cho tao, ai có thể bảo chết dạ Phong, tao trực tiếp thăng chức lên làm đội trưởng đoàn tin anh. Nhưng khi Phong Vân Vô Hủy vừa nói dứt lời, chợt nghe từ sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chẳng lẽ thiết kiếm cuồng sư chưa từng nói với ngươi, hắn là làm sao chết ư? Thạch Phong dùng vô thanh bộ đi tới sau lưng phong vân vô hủy, cười lạnh nói. Thạch Phong một chiêu giết hết hơn 20 người, sát thương kinh khủng hơn 1.000 điểm khiến người ta hoảng sợ, nay lại lẫm liệt xuất hiện ở sau lưng phong vân vô hủy. Phong vân vô hủy vừa sợ vừa giận. Hắn thật không biết thiết kiếm cuồng sư chết như thế nào, nhưng bây giờ Thạch Phong mạnh hơn trong tưởng tượng quá nhiều, đã vượt qua dự đoán của hắn, nếu như bị Thạch Phong đánh trúng một chiêu, là chắc chắn phải chết. Phong vân vô hủy cơ hồ theo bản năng dùng ra kỹ năng chạy trốn, tung người nhảy lùi lại, bay lên trời, hiệu quả miễn dịch gây choáng và các loại hạn chế khác, rời xa vị trí của những 20 mét. Thấy thế Thạch Phong chỉ cười cười, với tốc độ phản ứng cùng thuộc tính mạnh mẽ của hắn, là hắn cố ý để phong vân vô hủy chạy, bằng không tên đó không có nửa cơ hội đã dám đối địch với hắn, phải chuẩn bị sẵn sàng xuống địa ngục. Làm cho phong vân vô hủy ngay cả chút phản ứng cũng không có chết đi, thật sự là quá nhân từ. Hắn sẽ khiến phong vân vô hủy thể nghiệm xem cái gì gọi là thực lực làm người tuyệt vọng. Thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ ngăn hắn lại cho ta, miên tố sư dùng đóng băng cầu, toàn bộ hỏa lực tập trung diệt sát hắn. Phong vân vô hủy còn chưa xuống đất đã rất tỉnh táo chỉ huy. Phản ứng nhanh đến từ thuẫn chiến sĩ và cùng chiến sĩ, trực tiếp phát động xung phong. Mắt thấy hơn 10 tên chiến sĩ vọt tới trước người Thạch Phong, muốn gây choáng. Đột nhiên Thạch Phong nhảy lên, thâm nguyên giả mang theo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. ầm ầm Lôi hỏa cắn nuốt tất cả chiến sĩ xông tới, dù thuẫn chiến sĩ đẳng cấp cao nhất là cấp 9 cũng không kịp phản ứng mở thuẫn tường, đã bị diễm lôi bạo ra bạo kích tạo thành hơn 1.700 điểm tổn thương, thậm chí là hơn 800 điểm tổn thương bình thường, cũng đủ làm cho thuẫn chiến sĩ cấp 9 biến thành máu tàn. Còn nói gì đến những cuồng chiến sĩ có phòng ngự hơi thấp và lượng máu ít hơn, trong nháy mắt đã chết sạch, tuôn ra một đống trang bị. Còn dư lại vài tên đều là thuẫn chiến sĩ cấp 8, không có ăn bạo kích mới may mắn sống sót. Tuy còn sống, bất quá lâm vào trạng thái mê muội hơn 4 giây. Người bên võ lâm minh thấy một màn này, tất cả đều ngây ra. năm sáu người chơi đầu tiên kia đã hoàn toàn phế bỏ chưa tính, Quan trọng là những người đó không phải chó mèo ngoài đường, đều là tinh anh của võ lâm minh đấy. Trị liệu nhanh tăng máu, tuyển trình toàn lực tấn công. Lúc này phong vân vô hủy mới ý thức được thạch phong đáng sợ, lực công kích như quái vật thế này, thuẫn chiến sĩ có lực phòng ngự mạnh nhất cũng bị nháy mắt giết chết. Cho thấy không ai có thể ngăn cản nổi, may mắn bọn họ nhiều người, hoàn toàn có thể dây dưa đến khi thạch phong chết. Khi từng đạo hồi phục thuật thật vất vả mới rơi trên người thuẫn chiến sĩ, kéo tánh mạng họ chỉ còn ít máu lôi trở lại một nửa thạch phong dùng trảm kích chém trúng thuẫn chiến sĩ toát ra một dòng chữ đỏ to lớn hơn 700 điểm tổn thương nửa máu trực tiếp về không nằm trên mặt đất còn dư lại vài tên thuẫn chiến sĩ cũng bị thạch phong một kiếm rồi một kiếm tiễn đi dù thuẫn chiến sĩ có trọng giáp phòng ngự và kỹ năng bị động miễn giảm thương tổn đi chăng nữa thạch phong tùy tiện một kiếm đều có thể tạo thành khoảng 300 thương tổn nhóm trị liệu căn bản tăng lên không ngừng còn nếu cùng chiến sĩ không có trọng giáp phòng ngự thì một kiếm có thể vượt qua hơn 400 điểm tổn thương. Rất nhanh các thuẫn chiến sĩ còn lại đều ngã xuống, lúc này đám thủ hộ kỵ sĩ mới mở ra bảo hộ chúc phúc, mà phía sau chức nghiệp pháp hệ mới dùng ra từng ma pháp một. Cả đám hỏa cầu và băng tiễn phóng tới. Thạch Phong mở ra phong hành bộ có thể lãng tránh hết 50% trở lên thương tổn từ xa rồi xông về phía phong vân vô hủy. Tuy lãng tránh ma pháp mất 50% trở lên, bất quá vẫn có ma pháp lẻ tẻ đánh trúng. Bất quá tạo thành thương tổn thiếu chút nữa làm cho đám chức nghiệp pháp hệ hàng sau tưởng mình hoa mắt. Cho dù viêm bạo và đại hỏa cầu đánh trúng trên người MT cấp 9 cũng có thể tạo thành hơn trăm thương tổn. Thế mà trúng người Thạch Phong lại không có một người nào, không có một cái nào vượt qua 20 điểm tổn thương, cao nhất cũng mới tạo thành 15 điểm thương tổn, phổ biến đều là 10 điểm thương tổn. Đối với điểm sinh mệnh chừng hơn 1.500 như Thạch Phong mà nói, căn bản là gãi ngứa. Đẳng cấp của Thạch Phong đạt tới cấp 13, đám chức nghiệp pháp hệ này căn bản không biết rõ, Thạch Phong có kháng tính với hỏa và băng chừng 20 điểm, cho dù không có áp chế 4 cấp trở lên, bọn họ có thể tạo thành thương tổn với Thạch Phong cũng sẽ không vượt qua 40 điểm, chớ nói chi là có áp chế 4 cấp thậm chí 5 hay 6 cấp. Mặc dù pháp hệ của Võ Lâm Minh rất nhiều, nhưng tạo thành thương tổn vô cùng thảm hại, tên lười ngủ gật và tử yên lưu vân đằng sau mỗi người ném một chiêu trị liệu, trong nháy mắt thanh máu của Thạch Phong đã đầy như cũ. Đối mặt đợt sóng lớn chức nghiệp cận chiến lao tới, Thạch Phong mở ra ám thiên cùng vũ có hiệu quả bắn ra càng rộng trong 12 mét, chủ động xông lên. Muốn ngăn cản thích khách và kiếm sĩ, ở trước mặt Thạch Phong căn bản không đáng giá nhắc tới, một cái liệt địa trảm liền tiễn đi hơn 10 người. Tất cả công kích của Thạch Phong đều là một chiêu chế địch, sức mạnh vượt qua 100 điểm, đủ để tay không bẻ gãy vũ khí phổ thông cấp, Thạch Phong sử dụng thâm viên giả cùng ngân sắc lê minh. Tùy tiện một kiếm có thể đánh bay thích khách và kiếm sĩ vọt tới, có vài kẻ phản ứng chậm không đỡ được, kết quả bị nháy mắt giết chết, hay bởi vì hiệu quả bắn ra càng rộng, người chơi phía sau còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, điểm sinh mệnh không có gần một nửa, lại qua chớp mắt lại không còn. Giao thủ ngắn ngủi không đến 5 giây, Võ Lâm Minh lại chết hơn 10 tên tinh anh và hơn 10 thành viên bình thường, mà thạch phong cách phong vân vô hủy cũng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người ngăn hắn lại cho ta. Dù bị ma pháp đánh điên cuồng, bị nhiều người vây công, nhưng Thạch Phong còn đại sát tứ phương, từng bước một đi qua, lần đầu tiên Phong Vân Vô Hủy cảm thấy sợ hãi, xoay người bắt đầu chạy trối chết. Đối mặt Phong Vân Vô Hủy xoay người chạy trốn, Thạch Phong mỉm cười, truy phong kiếm từ đằng sau đâm tới. Phong Vân Vô Hủy xoay người bắn tên kiềm chế, nhưng bỗng nhiên phát hiện, Thạch Phong thật đáng sợ. Mũi tên hắn bắn ra, bị cây kiếm đen kịp kia dễ dàng chém rớt, rồi thoáng chốc đã có kẻ xuất hiện ở trước người hắn một tia sáng bạc xuyên thấu lồng ngực ngay sau đó liền có một bóng đen xẹt qua cần cổ thanh máu của hắn không ngừng giảm mạnh chẳng mấy chốc đã về không sau khi phong vân vô hủy chết những người khác bên võ lâm minh đều luống cúng lên thạch phong chứng kiến phong vân vô hủy tuôn ra một trường cung bí ngân cấp vì vậy thu trường cung vào ba lô quay đầu nhìn về phía thành viên võ lâm minh còn lại tuy thạch phong không có bất kỳ hành động chỉ nhìn thoáng qua nhưng thạch phong mạnh mẽ đã ghi dấu ấn thật sâu vào trong đầu bọn họ các thành viên võ lâm minh đều dừng động tác bắt đầu lui về phía sau cả đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi vì sao vệ binh vẫn chưa tới cái suy nghĩ này đột nhiên toát ra trong óc của bọn chúng họ cảm thấy chỉ có vệ binh mới có thể bảo vệ bọn họ không bị thạch phong xâm hại song từ khi thạch phong ra tay đến phong vân vô hủy ngã xuống thời gian mới trôi qua vài giây vệ binh muốn chạy đến bình thường cũng cần tốn hơn 10 giây. Đối mặt võ lâm minh không dám nhúc nhích, Thạch Phong liếc mắt, cũng không xông lên đánh chết bọn họ nữa. Kỹ năng của hắn hầu như đều suy đi rồi, nếu còn tiếp tục giết, hắn thật có thể đánh chết thêm không ít thành viên võ lâm minh, nhưng bản thân và cả cái đoàn đội của mình cũng sẽ bồi vào, đây không phải là điều hắn mong muốn. Bất quá cử động của Thạch Phong lại làm cho rất nhiều người chơi vây xem nghẹn họng trân trối. Chỉ một cái liếc mắt, Khiến cho mấy trăm người võ Lâm Minh Câm như hến, cổ bi thế ấy quá kinh khủng. Người này rốt cuộc là ai? Hắn là cao thủ thần cấp sao? Các người chơi vây xem nhìn Thạch Phong, trong lòng tràn ngập nghi vấn và khiếp sợ, một người đối mặt mấy trăm người vây công, dễ dàng giết hơn 10 người, còn không bị tí vết thương nào, cao thủ thần cấp cũng không hơn được. Qua một lát sau, vệ binh của tiểu trấn rốt cục đuổi tới. Vệ binh đến, chúng ta được cứu rồi chứng kiến mười mấy tên vệ binh mặt trọng giáp màu bạc chạy tới, tất cả thành viên võ lâm minh đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay ở quảng trường của Hồng Diệp Trấn, đã có gần mấy ngàn người vây xung quanh đài phun nước. Bởi vì người chơi thần vực ngày càng tăng, làm cho Hồng Diệp Trấn trở thành nơi phồn hoa nhất so với các tiểu trấn xung quanh. Nhân số hiện tại đạt đến gần 20.000 người, mà cạnh đó ở đài phun nước lại đột ngột bị võ lâm minh đuổi người làm trống sân, khiến người khác nảy sinh lòng tò mò mà chú ý đến chuyện gì sẽ xảy ra cũng không riêng gì những người chơi tự do ngay cả các công hội lớn cũng phái người qua quan sát muốn xem xem võ lâm minh rốt cuộc muốn làm cái gì không lâu sau đó khi toàn bộ người chơi đi đến quảng trường quan sát liền phát hiện hóa ra võ lâm minh muốn tiến hành trả thù hơn nữa còn trả thù ngay trong hồng diệp trấn không cần nói cũng biết hồng diệp trấn lúc nào cũng nằm dưới sự bảo hộ của vệ binh chỉ cần có đánh nhau vệ binh nhất định sẽ đến. Không những bắt người, còn có thể đánh chết người chơi hồng danh, sau đó bị nhốt lại. Cho nên bất kể thế nào, vây giết ở trong trấn không bao giờ là lựa chọn tốt, chỉ có thể khiến cả hai bên đều tổn thất. Giai đoạn hiện tại cho dù nhân số người chơi nhiều hơn nữa cũng không dám khiêu chiến vệ binh thuộc thành trấn. Về sự lợi hại của những vệ binh này, người chơi ai ai cũng đều hiểu rõ. Bởi vì bình thường các vệ binh này đều tuần tra trong trấn, cho nên chỉ cần quan sát cẩn thận một chút, liền có thể biết được thông số cụ thể của bọn họ. Thông thường, vệ binh chỉ là cấp 60, song đội trưởng vệ binh lại là một tinh anh cấp 80. Mặc kệ số người chơi là bao nhiêu, muốn phản kháng với vệ binh chỉ có một đường chết, thậm chí dù là người có năng lực cũng sẽ bị dễ dàng trấn áp. Bất quá không ai nghĩ đến hai bên lại thật động thủ, hơn nữa còn là do người chơi tự do kia động thủ trước. Vốn cho rằng người chơi tự do kia chắc chắn sẽ chết kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vượt ngoài dự kiến một người lại có thể giết mấy trăm người bên võ lâm minh đến không dám động đậy quá nghịch thiên rồi đáng tiếc dù lợi hại đến đâu cũng phải chết dưới tay vệ binh ai bảo bọn họ chém giết ngay trong tiểu trấn làm gì lúc này các vệ binh thành trấn đã vây quanh quảng trường bắt đầu trấn áp những kẻ gây rối dạ phong đại ca là ta hại ngươi thật xin lỗi hỏa vũ bước đến bên cạnh hắn nói Hiện tại tên Thạch Phong đã đỏ đến mức biến thành đen, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Tính luôn cả những bằng hữu trước đó của nàng, số lượng người bị Thạch Phong đánh chết e rằng đã vượt qua 100. PK đến loại trình độ này, nếu chết chắc chắn đẳng cấp rớt xuống không thấp hơn 7. Mà giờ đây, xung quanh đã bị vệ binh bao vây, vệ binh nhất định sẽ đánh chết tất cả các người chơi hồng danh, Thạch Phong căn bản không có cơ hội chạy thoát. Chưa nói đến phần phiền phức nhất khi bị giết Người chơi khi sống lại còn phải bị giam giữ, thời hạn dựa trên điểm PK người đó có. Bằng với số điểm của Thạch Phong, tối thiểu phải bị giam tận 5-6 ngày mới có thể rửa sạch điểm. Lúc này người của Võ Lâm Minh đều nhìn Thạch Phong cười nhạo. Tuy bọn họ cũng sẽ chịu phạt, nhưng so với bản án Thạch Phong chịu, bảo bọn họ tôn hắn làm sư phụ cũng không sai. Yên tâm đi. Thạch Phong cười đáp. Đám người khả nhạc cũng chỉ cười không nói, nhất là Tử Yên Lưu Vân bởi vì đây đã không còn là lần đầu nàng đối mặt với trường hợp như thế trước đó lần đầu xảy ra chuyện cũng là do võ lâm minh gây sự không nghĩ tới bây giờ lịch sử lại lần nữa được lặp lại ở đây điều này làm cho hỏa vũ và thủy ngư vô cùng khó hiểu vì cái gì đám người khả nhạc thân là đồng bạn lại không hề lo lắng tí nào hỏa vũ tỷ cứ yên tâm lão bản không phải người thường đâu tử yên lưu vân cười hì hì nói tử yên lưu vân vừa dứt lời đội trưởng đội bảo vệ mặt trọng giáp bạc trắng đã bước tới ngài liệt ma nhân tôn kính chúng ta lại gặp mặt lần này ta có thể làm gì để phục vụ cho ngài đội trưởng đội bảo vệ cung kính nói hiện tại danh vọng của thạch phong đã cao hơn cho nên so sánh với lúc trước đội trưởng càng cung kính hơn tuy thạch phong và đám người khả nhạc cảm thấy đây là chuyện đương nhiên có điều đối với người khác lại hết sức khiếp sợ nhất là thành viên của võ lâm minh con mắt bọn họ thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Rõ ràng thạch phong kia chính là ác quỷ giết người không gớm tay, vì sao vệ binh không mau mau chém chết hắn, ngược lại còn cung kính, thế giới này rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Người kia không phải dạ phong sao? Ta nhớ trước đó hắn cũng đánh chết các thành viên của võ lâm minh ngay trước mặt vệ binh. Có điều cuối cùng chỉ trả chút tiền phạt mà thôi. Lúc đó ta thấy cũng choáng váng. Bất quá về sau ta mới biết, nếu người chơi trở thành quý tộc, có được đặc quyền quý tộc thì dù có giết người chơi khác ở trước mặt vệ binh, cũng không chịu phạt nặng gì, cùng lắm thì đóng chút tiền phạt là xong. Lần này sao Võ Lâm Minh lại không chịu ghi nhớ, còn dám ở trong Hồng Diệp Trấn đối phó Dạ Phong, chẳng lẽ không biết Dạ Phong là quý tộc của Hồng Diệp Trấn? Thật ngu xuẩn. Ngươi chắc không biết, Võ Lâm Minh ở Hồng Diệp Trấn bây giờ thay đổi rồi. Các cựu thành viên đã sớm không còn nữa, ngay cả hội trưởng này cũng trở thành phong vân vô hủy, Hiện tại thành viên của Võ Lâm Minh đều từ các trấn khác tới, ngoài ra còn có một bộ phận lớn là người chơi mới. Tất nhiên sẽ không biết chuyện kia rồi. Một số ít người chơi biết rõ chuyện ẩn bên trong, lắc đầu bật cười, cảm thấy Võ Lâm Minh không thể nào cứu vãn được nữa. Trước khi đối phó Dạ Phong, tốt xấu gì cũng nên tìm hiểu tình huống của Dạ Phong chứ, nói thế nào thì Dạ Phong cũng là người vượt qua cửa nghĩa địa ám nguyệt địa ngục cấp nha. Nghe những người biết chuyện giải thích, sắc mặt võ lâm minh giờ đây người nào người nấy đều trầm xuống đến tận lúc này bọn họ mới hiểu vì sao thạch phong có thể bình tĩnh đến vậy bất quá sự việc đã đến mức này bọn họ chỉ có thể không cam lòng nhìn xem ngài đội trưởng đội bảo vệ tôn kính những người của võ lâm minh không phải lần đầu tiên trêu chọc ta ở trong tiểu trấn không biết có phương pháp nào có thể tránh khỏi chuyện như vậy nữa không thạch phong cười hỏi ngài liệt ma nhân tôn kính xét thấy công hội võ lâm minh đã có ghi chép phạm tội một lần dựa vào thân phận cao quý của ngài hoàn toàn có thể sử dụng đặc quyền trực tiếp trục xuất công hội này khỏi hồng diệp trấn bất quá nếu muốn vận dụng đặc quyền này yêu cầu một lượng danh vọng nhất định không biết quyết định của ngài liệt ma nhân thế nào đội trưởng đội bảo vệ mở miệng nói thạch phong vốn chỉ định hỏi thử dù sao không đạt tới địa vị nhất định là không có khả năng có được quyền lực này lại không ngờ thân phận liệt ma nhân cao đến vậy, liền hỏi. Muốn ta trả bao nhiêu? Bởi vì võ lâm minh không có bất cứ thành viên quý tộc nào của trấn ta, cho nên chỉ cần trả 100 điểm danh vọng hồng diệp trấn là được. Đội trưởng đội bảo vệ nói. Ta hiểu rồi. Thạch Phong suy nghĩ một chút, hiện tại hắn có 130 điểm danh vọng hồng diệp trấn, để phòng ngừa rắc rối, tiêu hết 100 điểm này cũng không tính lỗ. Dù sao đã có thân phận liệt ma nhân, thì đi tới đâu cũng được coi là quý tộc, chút danh vọng kia không quá cần thiết. Ta muốn sử dụng đặc quyền này. Hệ thống, bạn đã sử dụng đặc quyền, danh vọng Hồng Diệp Trấn giảm xuống 100 điểm, Hồng Diệp Trấn sẽ trục xuất tất cả thành viên công hội Võ Lâm Minh. Ngài liệt ma nhân tôn kính, như ngài mong muốn. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức chỉ huy các vệ binh chấp hành lệnh trục xuất. Ngoại trừ các thành viên Võ Lâm Minh tham gia gây rối ở đài phun nước sẽ bị giam 3 giờ mới được thả ra, còn thành viên võ lâm minh khác đều bị trục xuất khỏi hồng diệp trấn bất cứ ai phản kháng liền đánh chết tại chỗ cũng cùng thời gian đó toàn bộ thành viên của võ lâm minh liền nhận được thông báo trục xuất của hồng diệp trấn tất cả nhìn thấy thông báo mà trợn mắt há mồm ngay cả phong vũ vô hủy mới sống lại đang nổi giận ngút trời cũng sợ ngây người trước khi hắn bỏ qua kế hoạch phát triển võ lâm minh ở năm tiểu trấn thật vất vả mới tạo được cơ sở vững chắc ở hồng diệp trấn đang nghĩ tương lai tiền đồ vô hạn ai ngờ hiện tại đều uổng phí tại sao lại như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc này trong lòng phong vân vô hủy hỗn độn hết lên không biết nên nói cái gì bởi vì tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh hắn hao tốn biết bao sức người sức của còn là trong một thời gian dài cuối cùng đều vô nghĩa tên dạ phong này rốt cuộc là ai tại sao lại nắm giữ quyền lực cao đến thế vì cái gì một người chơi hồng danh lại có thể trục xuất toàn bộ một công hội khỏi tiểu trấn vô số câu hỏi toát xa trong đầu phong vân vô hủy nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không có biện pháp ứng phó càng không thể thay đổi hiện thực bị trục xuất cuối cùng hắn chỉ có thể mở trừng trừng đôi mắt nhìn vệ binh từ từ đi đến trước mặt đuổi hắn khỏi hồng diệp trấn là người ai cũng có sự lưu luyến với quê hương đột nhiên phải thay đổi địa phương có lẽ sẽ rất lâu không cách thích ứng được người chơi bình thường càng thế bảo người chơi rời đi nơi họ quen thuộc đối với người chơi bình thường mà nói là không có cách nào tiếp nhận. Cuối cùng đều lựa chọn rời khỏi Võ Lâm Minh. Chỉ trong một lúc, nhân số của Võ Lâm Minh giảm điên cuồng, nháy mắt đã dưới 500 người. Những người lưu lại đa phần là thành viên từ các tiểu trấn khác do phong vân vô hủy đưa tới, cho nên không có rời đi. Bất quá hiện tại dù có rời khỏi Hồng Diệp Trấn đến các địa phương khác phát triển, sẽ khiến tốc độ lên cấp giảm bớt, sự phát triển công hội sẽ lâm vào thời gian dài trì trệ tổn thất này đối với bọn họ căn bản là không có cách đánh giá được chứng kiến cảnh vệ binh trục xuất người của võ lâm minh những người chơi khác đều ngỡ ngàng khiếp sợ không nói nên lời đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ người hồng danh kia là trấn trưởng mới nhậm chức của hồng diệp trấn sao bất quá so với việc võ lâm minh bị trục xuất các công hội kia lại quan tâm tới chuyện khác lão đại chỗ ta xảy ra chuyện lớn ngươi xem thử đoạn video này đi phó hội trưởng ta phát hiện một cao thủ thần cấp. Đại ca, Hồng Diệp trấn phát sinh chuyện lớn. Có người ở trên quảng trường một mình đánh ngược hơn mấy trăm người của Võ Lâm Minh, ngay cả vệ binh cũng không xử hắn. Thành viên của các công hội lớn đều liên lạc với cấp trên, báo cáo sự việc khó tin kia lên, chờ cấp trên quyết định. Từng vi giao thạch phong chiến đấu như mọc cánh, mau chóng truyền đến tay cấp trên của công hội lớn. Vốn nhân viên cấp cao của các công hội lớn này còn chưa tin vào báo cáo của thủ hạ, song khi nhìn thấy bằng chứng video như núi trong tay, liền hải hùng. Một người chơi, có thể mạnh đến vậy. Một chiêu giết chết thuẫn chiến sĩ cấp 9, mà thuẫn chiến sĩ này họ còn rất quen thuộc, còn không phải là thuẫn chiến sĩ hàng sơn chiến hồn đứng đầu đoàn tinh anh của Võ Lâm Minh Sao, trang bị cả người đều là huyền thiết cấp, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi một chiêu. Hiên tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhất định phải dán mắt nhìn hắn, bây giờ ta sẽ chạy qua đó. Cao thủ như thế lại là người chơi tự do, chúng ta nhất định phải lôi kéo được hắn, tuyệt đối không thể chọc giận người này. Nếu xảy ra sai sót gì, ta liền tóm ngươi hỏi tội. Phó hội trưởng bất bại thương lan của công hội Tam Lưu Thiên Đường Chi Quang Lạnh lùng nói. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ theo dõi hắn, tuyệt đối không để hắn ra khỏi tầm mắt của mình. Giờ khắc này, toàn bộ cấp cao của các công hội lớn đều thống nhất một quyết định, đó chính là toàn lực lôi kéo dạ phong bởi vì đại cao thủ như thạch phong đã không thể dùng trình độ thông thường để so sánh hoàn toàn là một cao thủ cấp chiến lược có khả năng quyết định thắng thua của một trận đoàn chiến nếu hiện tại có thể lôi kéo đến bên mình thì sau này dù là phó bản đoàn đội hay đoàn chiến đoạt bóp giả ngoại tất cả đều mang tới tác dụng có tính chất quyết định chính nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha